Anh Tiến này, chào các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Mới thêm ra. Mới thêm video rồi đấy. Chào các bạn đi. Chào hết đi. Chào các bạn. đang không hiểu chuyện gì các bạn. Đang tập trung. Так и. Vai. Tá bom. Vai. Apanha. Manda. Mai Ju. Ok, rồi chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Link Philip Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi. Đó, hiện tại thì anh em mình đang ở nhà Nhân các bạn. Đó, hôm nay cả nhà sẽ chuẩn bị một lát nữa buổi tối anh em mình sẽ tất cả mọi người sẽ cùng sang bên nhà Nhân các bạn. Ngày hôm nay anh Nhân mời cơm anh em nhân dịp có một cái sự kiện rất là đặc biệt. Osa, Vam. Aki, Osa, đây, Apanya, Aki, vai, Asi, ui giời, vai, Osa, vai, Ati, Taki, mà mệt quá, các anh cứ bắt em diễn. Ba nhà Pretu. Đúng rồi. Vai, Osa. Osa, Ba nhà. Lắm đi đu. Ba nhà. Béo như anh Nhân các bạn ạ, nhưng mà con này béo như anh Nhân nhưng mà chạy chậm lắm. Tao đi. Ô giả, tay vạch. Ta ghi ô giả, về. Con này bé quá. Con gà sao kìa. Osa. Osa, deixa. Vem aqui. Osa. Tá aqui. Vem. Osa. Thôi, trượt rồi. Tay. Osa. Tá aqui. Osa, tá aqui. Panha. Apanha. Vai, Apanha, vai. Apanha. Apanha. Nó béo. Con này nó béo quá. Béo quá không bắt được. Béo nhé.
Rồi, đấy là cái màn đuổi gà của anh em mình các bạn. Sân rộng nên là khó đuổi. May là có ô xà bắt cho anh. Nhưng mà anh em này đông người thế, hai con đủ không? Đủ. Hả? À, có thịt lợn này, có sườn chua ngọt nữa à? À đây, giờ anh em đi nấu bánh chưng. Phải luộc bánh chưng anh. Đây. Cho các bạn xem. Các bạn biết cái món này là món gì? Đây, cái này thì nói chung là chỉ có người ở miền Trung mình biết thôi, chứ miền Bắc nhà mình thì ít sử dụng cái này. Đây là xay mía ra các bạn ạ, xong đó nấu lên để thành mật, sau đó thì làm gia vị để nấu ăn. Mật mía thì ở ngoài Bắc em thì ít sử dụng, chủ yếu là trong miền Trung nhà anh với lại miền Nam thì dùng nhiều. Tranh thủ các bạn, tranh thủ đuổi gà mệt quá giờ kiếm cốc nước mía uống. Ca say không? Ui. Mấy cái mía này cái hơi bé bé nhỉ anh Nhân nhỉ? Bé hả? Cái này hơi bé nhỉ? Khiếp. Hồi các bạn có bé nó bé hay nó mập. Cây mía to bằng tay mình luôn, kinh thật. Nhưng mà Thảo ơi, thế nào chứ bạn đưa cho cái ca này đựng mía đi. Chán thật, thanh niên thế nào không lấy được vợ đúng rồi. Bà thử gói đây, bà ai muốn bưới đây. Chào. Đấy, các bạn đi tranh thủ xay cốc nước mía uống nhá, để rửa giấy cho nó sạch sẽ. Vậy à, rút ra bây ra kia. Làm cốc nước mía để uống các bạn ạ. Ui giời, cái này có cả. Thảo hay cho chanh hay cho dứa? Nhưng mà cái gì ngon hơn? Đây, cho miếng chanh. Nhờ. Ở Việt Nam mình cho quất các bạn ạ, nhưng mà mình đây không có quất thì mình cho miếng chanh. Cái mía này nó cây to quá các bạn, phải cắt đi. Đây là chai nước mía của mình. Mía, chanh, rồi cả dứa nữa. Bây giờ sẽ đi lấy cốc để pha thử. Đó. Đá. Thêm ít nữa. Nhiều đá để đỡ tốn nước mía các bạn. Hả? Cho nhiều đá đỡ tốn nước mía nhé. Chà. Nhưng mà cái màu đẹp nhờ, như kiểu là nước ép hoa quả ở trong cửa hàng ấy. Không biết các bạn thử chưa, nhưng mà mía này, chanh này, mới cho một cái nưa ít dứa vào. Ê, anh Nhân ơi, anh ơi, nhìn màu đẹp này. Màu đẹp gì đó. Chanh này, dứa này, mía, ui. Còn thiếu đá nữa. Uống ngon cực kỳ luôn. Thơm, ngon. Tại vì những cái đam mê này đến mà uống đi. Đá uống cái nước mía. Các bạn nào không tin, các bạn thử xem ra cửa hàng mà xay nước mía ấy. Xong rồi cầm một múi dứa đi nữa.
trong miền Nam gọi là thơm ấy. Xong rồi mang đi bảo xay lẫn vào mới cho một miếng chanh nhỏ nhỏ thôi, uống ngon cực, ngon hơn nước mía bình thường. Mà cái màu, các bạn nhìn thấy cái màu này, cái màu màu cực kỳ đẹp luôn đó, cái màu hơi bị uy tín luôn, như kiểu là sumu aji nhỉ, sinh tố mà chuối à? Đâu rồi, cho em nhìn không? Đây đá đây. Em xay đây đó không? Ừ. Xay hết rồi. Mà anh béo thì uống ít ngọt thôi. Thấy đâu, vừa mới theo Onsa đuổi bắt con gai. Thấy anh em uống tiếc, uống mà thì lại béo. Như này lên. Mình không phải nói như ấy đâu các bạn. Bây giờ đi đái là một lúc sau là kiến đến bu đầy rồi nhưng mà vẫn tiếc. Chán thật. Bu này thơm cực. Ừ. Sao hút đi. Ai bay bỏ cả bá thử đi. Nhưng mà ngon đúng không? Không, ai bay chứ? Jackie ấy. À quên. Có móng đéo không? Có móng đéo. Tuyệt vời. Đây, cái này giờ đã đi làm cho cameraman một cốc với cả là anh bạn vừa xay mía giúp mình ấy. Nó xem tí bên. Ah, esto está muy bien. Está triste, no. Qué sorra. Está que alegre. ¿Eh? ¿La bebé? No, ya bebé. Ya bebé bueno, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Prueba. Ahí, con cameraman, ahí. Toma. Ahí. Takuya. Vira, vira, Takuya. Takuya. Takuya, güey. Está bueno. Ya pepa. Ah, ya pepa. Hey, nhưng mà thơm ngon thật, công nhận. Chứ uống vừa vừa được đấy đó. Thế bảo thôi. Nói đái được kiến bú rồi vào tay uống nước mía. Thế thôi, không muốn các bạn dỗi anh nhân nói mắng dỗi. À, đây là anh Thảo. Anh Thảo đang băm xương sườn để tí làm món sườn chua ngọt các bạn ạ. Đây đầu bếp chính. Đi vào trong nhà xem là có nồi gì đang đun. À đây rồi, gà luộc các bạn. Cái này thịt này luộc qua xong đổ nước đi, sau đó thì sẽ làm món thịt kho tàu. Hôm nay kho tàu hay kho Trung Quốc hả Thảo? À, hôm nay kho Trung Quốc à? Ừ. À. Đó các bạn, đây là mật mía. Mật mía là anh Nhân hôm qua đêm qua mới nấu xong rồi. Đấy, cái bếp này là ngày xưa mình đứng đây nấu ăn mấy lần rồi các bạn. À, nhiều lần, nhiều ngày luôn. Hôm nay có anh Thảo, à, có bạn Thảo bạn đây là bạn nấu thơm thay. Đây là đang làm món sườn. Sườn xào chua ngọt. Sườn xào chua ngọt. Còn đây là thịt kho Trung Quốc. Thịt kho Hà Tĩnh nhé, có nghe là thịt nấu Trung Quốc nào đâu mà. Rồi thì người Hà Tĩnh nấu nhưng mà nấu món này là thịt kho tàu à. Còn anh Nhân thì anh Nhân đâu rồi, anh Nhân đang làm món gì anh Nhân? Anh Nhân đang làm món khó nhất là món nước trứng. Cái này là khoai sọ các bạn. Khoai sọ này. Cà rốt. Di cà rốt. Đây ra xem anh Nhân nấu món này mới là đẳng cấp đấy các bạn này. Anh Nhân nấu ngồi lọ mọ trông từ nãy giờ. Cái này thì đang nấu mật mía các bạn. Còn đây tiện thể là anh Nhân trông luôn cả nồi trứng luộc các bạn. Món này chỉ nấu với vip thì mới nấu được. Để vượt bọt lên các bạn. Mật xay rõ xay cho nhưng mà vẫn phải vượt bọt lên. Vượt bọt lên cho sạch sẽ. Nấu mật mía là phải vượt bọt. Anh Nhân ở bên này là chuyên đi làm cửa hàng Copia với cả là nấu mật mía để bán các bạn, ship khắp cả Angola luôn. Nồi dưa này.
chuyên gia kinh doanh bán mật mía. Không phải đâu các bạn, hôm nay mới làm đấy. Thử đấy, vừa mới thử đấy. Đấy. Ông chủ xưởng gạch vừa đến đấy các bạn. Hả? Kìa. Quay video hả? À. Quay làm gì đấy? Nấu ăn. Ôi. Đây đang ngồi bóc bóc trứng đây. Ok, chào các bạn. Mình tên Quang Dùng. À. bóc hộ cái. Từ lễ giờ. Vừa đi. Quay làm gì rồi giờ nào? Quay thật chứ. vừa đi trong khoai tây về mọi người. À vâng. Mà rửa tay đây. Khoai tây anh em sắp dỡ rồi đấy, bây giờ mới trồng. Thì mình mà từ từ chắc kệ chắc ăn thôi. Cái gì cũng vậy chứ. Nhanh đừng vội mình làm sao được. Khoai tây. Anh Nhân nghe thì khoai tây lại có món thì khoai tây kia rồi. Anh Nhân đang rửa rau các bạn đó. Anh Nhân đang ngồi kia. Cái việc này là khó hơn cả đấy. Mình bóc trứng. Bóc trứng là phải bóc kiểu Nhật. Ông biết bóc kiểu Nhật không? Bóc kiểu Nhật là bóc ngược. Không phải, có nghĩa là mình bỏ ra một cái hộp, cái cốc. Đấy xong mình sang lúc rồi. Sau khoảng 5 phút. Đấy 5 phút xong là mình gỡ ra thôi. Là cả trứng cả vỏ lẫn lộn. Cả đâu vỏ liếm nhỉ. Chứ về trước kịp đấy đã sai làm rồi mọi người. Phải bắt chọn từng khoảnh khắc. Quần người vẫn ông thấp ống cao chứ cả bé. Mới về xong đây. Thôi, không nói xấu để bóc trứng cái đã. Thôi bé Thảo đang chặt gà. Chặt đúng gà đám cưới nhá. Hả? Chặt đúng kiểu gà đám cưới ấy. Quay video đúng đấy. À, quay run rồi. Đi lấy lát đánh. Chú Quý là đấy. Lấy lá chanh ở đâu anh? Tiến nha, Tiến nha. Hả? Tiến. À, anh Tiến đã sang đến đây rồi các bạn. Anh Tiến đã mò sang đây rồi. Đi ăn chỗ đây. Sang bên nhà anh Nhân thì là được ăn thịt thà các thứ thì nó hoành tráng hơn. Ừ. Ở nhà toàn ăn rau. Ở nhà kia là mấy anh em nông nghiệp là không cho ăn rau. Chưa có cái cỗ nào mà nhìn thấy rau cả. À có bóng gì nữa đấy cả Thảo ơi. Đấy tánh ấy. À các Linh này. Hùng này. Quay à? Mấy người đến hết đây rồi. À mấy đến gọi video. Đến gọi video. Đấy sang nhà anh em ăn cơm nhé các bạn. Có gì mù đấy ạ? Mù đen đấy chứ. Ôi người đấy. Ôi sao rồi đi xuống đây thôi. Ờ, anh Nhân gọi từ trưa mà. Đang mắt buồn buồn đấy. Ngày hôm nay là sinh nhật anh Nhân các bạn nhé. Mặc dù sinh nhật qua rồi nhưng mà chưa tổ chức, hôm nay phải tổ chức bù. Thế là hôm nay tổ chức bù anh Nhân. Mời sang cơm mà cứ sai. Thảo đưa xuống đây cảnh nào. Thì tôi sẽ không. Không rơi bên cảnh nào. Không thì lấy cho cái cảnh đúng không ạ? Cảnh vẫn đang ở công trình này chứ sao không? Cảnh đang về muốn. Quay đi bà, công trình này thôi rồi, không làm được. Không biết đâu, xuyên kia nóng lắm, không biết đâu. Ơi. Anh Nhân ý kiến đi cào thì nói đi. Nhắc chủ nhà đối tu lạnh. Các bạn ạ. Mai nữa tủ này vào bản chứ sao nữa. Đó, đưa tủ đi vào bản này sắp tới lý kịp chỉ hệ thống điện này. Cái này là to, là để ở trong trang trại chắc là kiểu như để nước mắt cho anh em làm xong rồi lên uống này. Mời vào đặt nhá. Mời các bạn. Mời các bạn ạ. Mời các bạn ấy ạ. Anh Chiến mời cái. Vừa sẵn sàng. Ăn cho vào mồm này. Để anh em ăn kiểu ăn kia ăn kia kia. Một món gì một món này. Một bếp anh cũng nói để em đi mua cái bánh nhân.
thôi đấy là kiểu dân giảm đi. Ok các bạn, vừa nãy anh em mình ở nhà anh Nhân ăn xong rồi, uống trà rồi, nhưng mà câu chuyện vui quá thế là quên không chào các bạn. Bây giờ hiện tại nhà anh em đang làm. Anh Tiến ơi, chào các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Mỗi thêm ra mỗi thêm video rồi đấy. Chào các bạn đi. Chào, là chào hết đi. Chào hết đi. Chào các bạn. Các bạn đang không hiểu chuyện gì các bạn ạ. Nói tập trung. Ôi, để cho anh em làm việc đây thôi. Anh em mình cũng đang làm đây. Mình cũng đang làm video đây các bạn. Bây giờ quên, bây giờ nhớ ra là còn chưa chào các bạn. Ok, chào các bạn nhé.